Xin chào các bạn, mình là Truyền Hữu à, và trong video hôm nay ngày hôm nay thì Truyền Hữu sẽ chia sẻ cho các bạn, các anh chị biết để làm một cái phòng studio tại nhà để các bạn, các anh chị có thể là tự thu âm cho mình, cũng có thể là thu âm cho khách ở mức dân dụng, bán chuyên, cũng có thể là chuyên nghiệp. Thì trong cái video ngày hôm nay, Truyền Hữu sẽ hướng dẫn và nói chia sẻ cho các bạn, các anh chị biết những cái trang thiết bị và những thứ cần có để chúng ta set up một cái phòng thu âm tại nhà theo hướng chuyên nghiệp nha. Tại bây giờ về cái vấn đề cái bộ thu âm live stream thì chúng ta sẽ bỏ qua một bên. Bây giờ Truyền Hữu biết cái nhu cầu các bạn, các anh chị nó đã tăng lên rất là nhiều rồi. Không chỉ ở mức độ là hát online, hát live stream mà các bạn có thể sử dụng sản phẩm để chúng ta có thể là tạo ra một cái video âm nhạc cũng như là cái sản phẩm âm nhạc cho riêng mình để phục vụ nhu cầu giải trí cũng như là khoe cái tài năng ca hát của mình ha. Thì đầu tiên Truyền Hữu chia sẻ cho các bạn để các bạn set up một cái phòng thu âm thì cần có những cái gì ha. Thì đầu tiên chúng ta phải có kinh phí, tại vì nếu mà các bạn không có tài chính, không có kinh phí thì chúng ta sẽ không mua được những cái trang thiết bị này. Vì đi theo con đường studio thì nó rất là tốn kém, tại vì những cái trang thiết bị chúng ta sẽ phải nhập từ nước ngoài đó, chúng ta mua mới hoặc là mua cũ. Những cái trang thiết bị đúng studio thì nó rất là mắc, giá thành rất là cao. Thì các bạn cần có một cái tài chính, chúng ta có thể sắm từ từ, hoặc là các anh chị có điều kiện thì chúng ta sắm lần, sắm đồ mới hoặc đồ cũ tùy mọi người nha. Thì để có một cái phòng, đầu tiên các bạn, các anh chị phải có cái không gian, cái phòng, cái không gian yên tĩnh để các bạn làm việc như cái chỗ của Truyền Hữu đây ha. Thì chúng ta cần có một cái phòng để trang bị cách âm rất là tốt nha, để tránh những cái âm thanh bên ngoài môi trường xung quanh để tác động tới cái không gian làm việc của chúng ta, đặc biệt là studio. Thì ở phòng cách âm thì các bạn sẽ được Truyền Hữu chia sẻ nhiều hơn. Nếu các bạn anh chị có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Truyền Hữu sẽ tư vấn về thiết kế cái phòng cách âm như thế nào đúng tiêu chuẩn đó. Thì cần có một phòng cách âm. Thứ hai, các bạn anh chị cần có một cái bộ máy, cái dàn máy vi tính cấu hình đủ mạnh, thực sự là rất mạnh thì rất là ok, để chúng ta có thể chạy những cái phần mềm, những cái plugin, những cái bổ trợ đó, nó cần rất nhiều về đồ họa và xử lý, thì cần một cái dàn máy vi tính cho nó ok ha. Thì ở đây Truyền Hữu trang bị một cái dàn máy thì cấu hình cũng tương đối, và trang bị hai màn hình để dễ làm việc trong quá trình xử lý của mình đó. Thứ ba, các bạn chị cần thiết có một cái microphone. Thì Truyền Hữu nói nếu mà đi theo con đường studio chuyên nghiệp thì các bạn cần một cái micro về chất lượng ha, rất là nhiều hãng. Thì có thể là hãng Audio Technica, Rode hoặc là Neumann, tùy nhu cầu của mình. Thì phải có một cái microphone chất lượng để thu cái vocal của khách, sau đó chúng ta sẽ mix trên phần mềm, xử lý trên đó xong. Nhưng mà chúng ta cần cái đầu vào, cần cái nguồn vào cái giọng hát, cái vocal là cái microphone ha. Đó, tiếp theo cái món nữa rất quan trọng, đó chính là cái sao cạc, một cái interface để chúng ta ghi được cái giọng hát khi mà kết nối với micro máy tính và cái sao cạc, để chúng ta có thể kết nối hợp với phần mềm mới ghi được. Đó, cần có một sao cạc ha. Một sao cạc thì Truyền Hữu đang sử dụng con DG003. Thì có rất nhiều loại sao cạc khác nhau, rất là nhiều hãng, tùy nhu cầu của mọi người thôi. Thì có rất là nhiều dòng ở chuẩn 1394 hoặc là USB. Đó, thì các bạn, các anh chị sẽ được Truyền Hữu tư vấn kỹ hơn sau cái clip này, nếu các bạn, các anh chị có nhu cầu. Đó. Rồi, tiếp theo, không thể thiếu, đó chính là headphone, kiểm âm. Thì Truyền Hữu trang bị cái headphone để cái người hát, người ta nghe một cái âm thanh trung thực về cái vocal, cái giọng hát của họ bằng cái headphone AKG ha. Thì âm thanh trung thực để chúng ta để điều chỉnh được cái giọng hát của chúng ta cái lúc mà thu, nghe có âm thanh trung thực và đủ chất bass các thứ đầy đủ, là cần một cái tai kiểm âm nha. Cần thiết thì cái người bên ngoài cũng sẽ có một cái tai kiểm âm. Rồi tiếp theo, các bạn phải có cái đôi loa kiểm âm. Đôi loa này là rất là quan trọng. Khi các bạn mix, các bạn nghe lại, các bạn sẽ nghe lại cái giọng hát cũng như là nhạc và tất cả những cái master trên đó. Đó, chúng ta sẽ nghe tổng thể. Loa kiểm này, đó là cái chuẩn đầu ra luôn. Khi các bạn nghe ở đây ok thì những cái thiết bị khác
họ nghe sẽ đều là good, giống như vậy hết đó. Thì đo đo kiểm âm này rất quan trọng nha, trong phòng bất cứ phòng thu studio nào phải đều có tai kiểm âm cũng như là loa kiểm âm để chúng ta kiểm lại âm thanh của mình ha. Tiếp theo thì Truyền Ngũ chia sẻ luôn, chúng ta sẽ có một bên ngoài cái phòng thu, thì để bên trong cái cabin này để tương tác giữa cái người mà đứng thu ở trong buồng cabin cũng như là cái người kỹ thuật thu bên ngoài, thì chúng ta sẽ giao tiếp rất là khó khăn khi mà cái lớp này nó cách âm, thì chúng ta cần có một cái microphone phụ để chúng ta nói chuyện với cái người bên trong, gọi là cái mic nói chuyện ha, chắc bắt ha, nói chuyện với cái người bên trong. Cần thiết chúng ta sẽ có một cái cục chia phone, tại vì cái đường line ở trong đó có thể là thu đơn ca, song ca, tam ca, tất ca gì đó, thì cái đường line headphone rất là nhiều, thì các bạn có một cái cục chia, thì Truyền Hữu chia sẻ lên cho các bạn đó. Truyền Hữu đang sử dụng cái cục chia đó có 4 line đó. Và tiếp theo mời các bạn, để mà thu âm được cho khách thì bắt buộc các bạn phải có một cái cabin, có một cái phòng thu như thế này, trang bị mút cách âm ha, thì cái vocal khi mà chúng ta hát thì nó rất là sạch, nó sẽ không bị dội lại, chỉ là cái tiếng của chúng ta thôi, rất sạch nha. Đó, ở trong đây sẽ trang bị microphone, màn lọc âm, tai kiểm âm, đó, cái màn hình này để các bạn, các anh chị nhìn lời, để chúng ta nhìn và chúng ta hát, đó, và chúng ta sẽ cách âm hoàn toàn nhé, đó, phải cách âm, đó, cái cabin của Truyền Hữu, nó nhỏ gọn như thế này thôi, thu song ca, đó, đây là cái hình thức home studio, theo hướng có thể là bán chuyên nghiệp. Thì tiếp theo Truyền Ngũ chia sẻ tiếp, không thể thiếu phần mềm thu âm ha, thì có rất nhiều cái phần mềm thu âm khác nhau, thì các bạn các anh chị có thể sử dụng Pro Tool, Nundo, Cubase, Logic hoặc là Sonar, tất cả những đó là những cái phần mềm chuyên nghiệp và mạnh trên thế giới người ta sử dụng, thì Truyền Ngũ sử dụng Cubase hoặc là Pro Tool. Thì tất cả những thứ Truyền Ngũ chia sẻ đây để hướng dẫn cho các bạn các anh chị muốn set up một cái phòng thu cho riêng mình, home studio, hoặc là theo hướng bán chuyên hoặc là chuyên nghiệp, thì những thiết bị và những cái tư vấn của Truyền Hữu sẽ hy vọng mang lại cho các bạn các anh chị một phần nào đó biết về cái công việc studio nó như thế nào và những cái trang thiết bị cần thiết. Thì ở những cái phòng thu chuyên nghiệp người ta sẽ có những cái thiết bị tối tân hơn nữa, cái dàn mixer cũng như là những cái cục preamp mix, những cái để master giọng hát rất là nhiều, thì tùy vào cái phòng thu của họ đầu tư để theo hướng chuyên nghiệp cho ca sĩ hay là phóng sự hay là như thế nào đó, thì họ sẽ có những cái thiết bị đó. Thì hôm nay Truyền Hữu sẽ chia sẻ tới đây cho mọi người biết đó. Thì các bạn các anh chị có nhu cầu thu âm mix nhạc quay MV tại phòng thu Truyền Hữu thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0968 03 0393 hoặc 0167 247 2870. Địa chỉ để các bạn anh chị đến là số 74 đường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, ngoài thu âm mix nhạc thì các bạn có thể đến để mua sản phẩm để các bạn anh chị có thể là thỏa sức hát live stream trên Facebook, Bigo cũng như là các mạng xã hội hát online được. Đó, Truyền Ngủ rất hân hạnh đón tiếp mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip của Truyền Ngủ ngày hôm nay. Nhớ đăng ký kênh Truyền Ngủ để xem những cái sản phẩm âm nhạc cũng như là những cái sản phẩm Truyền Ngủ giới thiệu nhé. Tạm biệt mọi người.